Có tiếng không? Mấy con mụ rời bên đấy bị chắc điện thoại bị hâm đấy. Không bảo tôi là không có đấy. Nghe rất rõ đúng không? Em đang bảo là ở bên Facebook cá nhân chính ý. Nghe rõ mà mấy con dời kia cứ bảo là không nghe thấy gì. Mẹ hãm, điện thoại các bà không nghe gì mà cứ đổ tội cho tôi. Không bao giờ có chuyện tự dưng cái gì mà gầy đâu. Ăn vào là bắt buộc phải mập. Cho vào mồm ăn, cơ thể con người phải tiêu hóa. Cơ thể con người nó phải tiêu hóa thì bắt buộc là ăn vào mồm là nó phải mập. Còn cơ thể những người nào ăn không mập là chắc chắn bộ máy tiêu hóa của người đó có vấn đề. Sáng ngày ra là này. Ôi mẹ ơi, cái này là mẹ chưa chưa cuốn chặt nữa. Mẹ chưa làm đúng không? Đó, cái này này, sáng ngày ra là uống một ly. Tốt cho đường ruột. Cực kỳ tốt cho đường ruột. Đó, cực kỳ tốt cho đường ruột là cái món này, sâm nghệ mật ong. Nha. Mẹ chồng tôi đang xào mì. Nguyên body kiểu như gì Nhung, đợt này thấy trộm vía hơn, không gầy như ngày xưa. Nhung nhà em lên có 10 cân thịt thôi chị. Nó ăn được ngủ được. Em giảm tải công việc, nó ăn được ngủ được. Nó lên có 10 cân thôi. Em cũng lên 10 cân. Trang nghiên cứu xem có cách nào chuyển khô sang Mỹ. Em có nghiên cứu rồi. Có đường chuyển khô sang đây. Mất 10-15 ngày. Thì cái khô đấy em phải phơi thành 4 nắng. Phải phơi thành 4 nắng thì mới đi được 10-15 ngày. Còn nếu như có người nhà bay sang. Em chào chị Nguyễn Kim Hương. Cái phí ship sang bên này rất là mắc. Xong từ tiểu bang em ship đi nữa cũng mắc nữa. Thật ra em không muốn tiền chồng em. Vì em không có cái, chưa có cái thẻ ngân hàng ở đây. Thế là em xong cái đấy. Buôn bán. Y như mẹ nói mẹ ạ. Ăn được mỗi cây ruột thôi. Ăn được quả chuối bên trong. Nhạc vào lời chia tay rồi. Thôi nhớ đời rồi. Mọi người ấy, biết vì sao người em nhớ không lầm khô cá sặc nhỏ là 320. Khô cá sặc lớn 380. Chị có người nhà bay sang không chị Trúc Mai?
Chị có người nhà bay sang thì bên em ship đến từ người nhà chị cầm sang. Em đang uống trà giảm cân nóng, ôi ngon quá, lâu lắm rồi uống cà trà giảm cân nóng mày. Sài Gòn nó nóng như lửa đốt ấy. Đấy. Mẹ tôi đã xào xong nồi mì rồi đây này. Nấm hương thơm lắm. Ồ, Kỳ nó thích ăn cái này nha mẹ nha. À vâng, mì vàng này này. À nó thích ăn này. Người Hoa người ta làm đồ ăn ngon lắm mấy má ơi. Làm cách này á, giờ cái mình ăn mình được ăn. Mình đừng có chọn từng lần, mới bắt đầu mình ăn dư á, mình để dành á. Một tuần ăn cũng được 10 ngày ăn cũng không bao giờ hư, bảo đảm. Wow, cô khéo tay quá, nhìn muốn ăn liền rồi. Mẹ chồng chị nấu ăn là đỉnh của chóp rồi em ơi. Nhưng mà dáng dưỡng sao mà mình làm đồ ăn để được cho nó như là được ăn à, không hết á, mình để cho nó được hư là mới hay. Vâng, chị Trúc Mai à, chị ở quận 10 thì gần quán em lắm. Bún đậu quán em thì chị biết địa chỉ rồi đấy. Người nhà qua quán lúc nào cũng có. Trưa mai bắt đầu có khô cá sặc, khô cá lóc à, khô mực, tôm khô như các chị. Đó. Nấm hương mẹ em nhá, là còn vừa ấy nữa, vừa không hết mẹ, ba cái đấy mụn hết. Ba cái đấy mới đựng hết được, để thì con lấy cho, ra rồi con lấy. Cái này đó rồi. Hết cái đấy thì hết. Tại vì thường thường nó bỏ vô hộp cho người ta, bỏ vô thao cái để. Hết, chắc chắn hết. Mày có cho đậu hũ vào không? Hay là ăn đến đâu mình bỏ vào đến đấy? Hả? Đậu hũ ấy. Đậu hũ mà mình để trên mặt. Giờ ăn cái người ta gấp riêng á, trộn vô nó gãy. Mình gãy ngon mẹ ha. Mình làm đồ ăn rồi mà một hồi. Thế là tí nữa kìm xuống ăn luôn này đấy mẹ. Ông làm cái món bò của ông ấy đó. Ừ, ông nấu bò thành ra mình tranh thủ mình nấu sớm như vậy. Bò cô không có sớm đâu, cứ nấu vậy thì không sao đâu. Không, cái này là gọi là tấm nóng á. Cái gì tấm nóng? Tấm nóng là tôi phải lẻ lẻ. Con thấy mẹ làm vừa cực quá. Không sao, cũng có, người ta làm được chưa? Người ta không có gấp. Không có gấp. Để người ta gấp hết ra nè, cái người ta làm gì nè đó. Đấy mẹ tôi bình tĩnh như mấy bà. Tôi là sơn 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 sơn. Ê ngon chứ mấy bà. Mời mấy bà thèm chơi. Nổ no. Gấp từ miếng tiền miếng chảy lên sắp cho người ta đẹp. Đấy các bạn đã thấy chưa. Mẹ tôi là một tuýp người giống chồng tôi là gì. Bệnh OCD là phải. Thôi mày tự làm đi. Đồ ăn mình phải sắp xếp cho người ta nhìn vô. Dù cũng ngon nó cũng hấp dẫn với bà con cô bác. Cái gì đâu mà đổ vô cái ào. Con giống mẹ tún con đoạn này đấy.
Nên là khi bình thường Luis bảo con chứ, em ăn uống em cho ra cái tô em ăn, em nấu xong ăn luôn trong cái nồi. Đúng rồi, nước tương ớt là mẹ chồng làm sẵn rồi. Tí nữa hết sẩy cơ mà bầy. Cái này đủ vị luôn. Đủ vị luôn rồi. Khỏi cần thêm. Đủ vị luôn mà không cần thêm luôn. Tại vì mẹ chồng em nhá là đã ướp nấm hương, mộc nhĩ từ sáng rồi. Mì mẹ em luộc xong cũng ướp từ sáng luôn rồi. Chưa đâu, còn để ngò rí cho. Ngò rí giờ rồi, nắng mẹ. Tí nữa mọi người ăn mọi người. Không, trang trí thôi. Đấy, các bà thấy mẹ tôi để rau chưa? Đấy. Mẹ tôi này, các bà nhìn mẹ tôi này, rau dưa này. Đấy, tôi sang đây thọc được cách này. Để miếng hành vào đây là tôi để miếng khăn lèn. Đó. Con nghĩ là mẹ chưa lấy màu ngò rí ra đâu. Ui giời đấy. Công cuộc trang trí xin phép được bắt đầu. Mình không cần nó ngon lắm, nhưng mà trước khi mình hấp dẫn người ta ăn, mình đã trang trí nó đẹp. Nó đẹp đi, khi người ta ăn là một hồi nó hết sạch nồi, sạch chảo luôn. Đó. Xong. Thấy chưa mấy bà? Ấy thì sắc hai miếng ớt luôn. Cái ớt cái sắc mấy miếng đại lên thì nó đẹp vậy đó, xanh xanh đỏ đỏ đó. Dạ, ăn ớt, ăn thôi, không có. Rửa sạch hết rồi đó. Ớt rửa sạch hết rồi đó. Cắt cho nó gọn. Kéo. Có nghĩa mà đặt lên thôi. Hả? Con kia nó ớt, nó cay. Một hồi rửa mà lo gì? Không, ý là con kiến gấp nó không cay. Không sao, một hồi má rửa được hết. Yên chí đi, trời ơi. Đó, rồi xong. Mười có bà. Nhiều đó thôi. Đó, muối chai. Nó đơn giản vậy mà nó ăn nó nhiều khi nó cũng ok. Ai ăn thịt nhiều quá mẹ đang nói con đấy. Không có thịt chết. Có ai vừa hỏi em là ăn uống nhiều thế mập á? Ở đây em còn ăn ít đấy. Ở Việt Nam em còn ăn gấp 3. Mà cơ thể em chỉ có cái bụng này, bụng bia thôi. Ngày nào cũng phải uống 4 viên này. 4 viên đốt mỡ bụng. Mấy ca trà giảm cân. Cái con chồi này mấy ớt. Con chồi cái mấy cái ớt nó ra xong rồi con rửa xà bông. Làm sao mà còn mùi ớt đâu. Đúng không? Đó, giờ tôi uống viên thải độc gan. Tôi nói các bà nghe. Cuộc sống này này. Mà không uống thải độc gan ấy. Ăn dầu mỡ như vậy ấy, rượu bia cỡ đó ấy, thì cũng đi chầu ông bà sớm nha. Chầu ông bà sớm. Tôi sống được đến giờ phút này, sức khỏe chế độ vàng là uống thải độc gan, thải độc phổi, trà giảm cân, viên đốt mỡ. Quá. Đây này, bà già chồng bôi cái kem này này mấy má. Mấy má hỏi nhiều quá, đây. Hết ốm rồi, khỏi rồi. Hoài Thu ạ, đây, bộ kem chị Nám Đông Xuân bà dùng hơi bị đẹp da đấy mấy mẹ. Ok la. Đó. Chào chị Hồng Sáu đây. Trà giảm cân của tôi. Oh man. Chưa chờ chồng chị đi làm về mà ăn chít mất. Đó, chà, thấy không? Đó.
Pha bình trà giảm cân nóng như thế này. Ok là bình trà này để đây, tí nữa khách đến nhà mời mỗi người một ly ấm. Chị Bảo Ngọc, kem đó xài tốt lắm em. Dạ em bán kem này là 8 năm rồi chị. Em bán kem này 8 năm rồi chị. Và em chỉ bán một loại kem chị nám này. Chị không có nhu cầu đi chơi Nguyễn Hạt ơi. Chị sang đây chị còn chả biết gì. Chị thích ở nhà. Chị đi chơi quanh năm suốt tháng rồi, giờ chị nghỉ ngơi. Chị không thích đi chơi người lạ. Chị chỉ chơi bạn bè của chị thôi. Nếu mà đi chơi mấy ngày này là chị đã đi lên New York chơi với con Quỳnh, hoặc là đi sang Cali chơi với bà Sáu Boston với cả là thằng Phạm Duy bạn chị rồi. Chị không thích chơi người lạ, thông cảm. Tính chị là một người vậy. Giờ bên em không bán kem này bên này chị, em chỉ bán ở Việt Nam thôi, vì lúc này em chưa biết đường đi nước bước về cái chuyện ship bên này. Em chào chị Hồng Sáu. Mọi người, không phải là em chảnh chọe mà là cái nét em á. Chị cũng xài 4 năm rồi đấy. Chị thấy da mặt mẹ chồng em đẹp không? Chồng em còn phải hú hồn. Một bộ của nó có toner, serum, kem dưỡng. Đó. Bộ chị nám này nó có 3 hộp toner, serum, kem dưỡng. Dùng cái này nhá, nó tái tạo da vỡ màng cực kỳ. Không, chị có biết làm ăn gì bên này đâu, mở quán bún đậu em. Thực tế là thị trường rất ít người, hiếm người có cái mã hàng này. Thị trường chúng nó sản xuất một cái hộp kem màu đen, hình bông hồng, giả kem này. Và đặt tên giống kem này là kem Đông Sung. Nhưng mà cái hãng này không ra nhiều hàng nha. Kem Đông Sung này xịn là cái hộp như thế này này. Hộp xịn như thế này nha. Không phải là cái hộp mà bình bông hoa đâu, mà chúng nó nói rằng là hãng thay đổi mẫu mã, không có. Em mua kem này mỗi lần em mua 500 bộ, 500 bộ. Găm đó, người ta gọi là găm thịt thủ, vì những người nào đã dùng kem này, giống như chị Bảo Ngọc nói đấy, đã dùng kem này mà bị nám, bị thâm sạm, hoặc là những người muốn cái làn da nó mỡ như bà già, như bà già chồng em á, dùng cái này. Cái này nó không làm trắng da, nó làm hồng da, làm mỡ cái da, trắng từ từ thôi. Nó không trắng như những cái bộ kem như Sidentox. Sidentox hoặc là V7 nó có thành phần glutathione tăng trắng cao. Nhưng cái này nó là tái tạo da. Bộ kem Đông Sung này là bộ tái tạo da và trị nám. Nó không phải là bộ làm trắng một cách trắng bật lên. Đấy, không có. Cái này nó làm tái, căng, gọi là gì? Tái tạo cho nó mỡ màng cái da. Đó. Trời ơi, bà Candy Nguyễn còn xoài xanh chấm muối. Bà ơi, bên này không có xoài xanh, đang không mua được. Đó, viên đốt mỡ này. Đấy, còn những cái người nào ở bên Mỹ này thì em chưa biết cái viên thải độc gan bên Mỹ này nó viên nào là viên đặc thù, ok. Nhưng mà em vẫn mang sang hai hộp này. Chồng em cầm một hộp từ hôm trước, em mang hai hộp là ba hộp. Vì bản chất của việc mình ăn uống đồ dầu mỡ mỗi ngày. Mọi người biết không, tại sao cái người ta ăn chay ấy, người ta nhẹ nhàng hơn mình? Vì cơ thể người ta không tiếp nạp đạm, dầu mỡ quá nhiều. Nên là cơ thể người ta thanh tịnh hơn mình, người ta không bị máu chó lên như mình. Mình là cái loại lên máu chó là vì mình ăn thịt. Ăn thịt, ăn cá, ăn tôm cho lắm vô, ăn đồ động vật vô. Thì cái trong cơ thể mình nó nhiều cái chất quá, nó làm cho cơ thể mình nó cũng khưng. Tại sao người ta ăn chay người ta nhẹ nhàng? Đảm bảo những người ta ăn chay ấy, người ta tính cách người ta điềm đạm lắm, người ta không bị nắng nảy như mình. Thì những người ăn mặn ấy thì bản chất ở, ví dụ như ở bên này thì em thấy cái miếng thịt lợn hôm, với cả miếng gan lợn, miếng tim heo hôm rồi mới mua ăn nó lại ngon nha. Tim heo bên này ăn rất ngon nha, con heo bên này ăn rất ngon nha, thịt heo bên này ăn rất thơm nha. Đó, em lại thấy thế nha. Và em nghĩ rằng với cái sự quy củ như bên này thì người ta nuôi heo nó phải đủ ngày, đủ tháng, đủ giờ. Cái sự tăng trọng nó không nhiều đâu. Nên là ăn uống ấy, những cái thực phẩm mà chúng ta bị nhiều độc tố thì cái lá gan của chúng ta phải đào thải nhiều hơn. Khi lá gan đào thải nhiều thì gan nó sẽ bị mệt mỏi. Giống như chị đạp xe đạp ấy, chị đạp đường phẳng
đạp 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 nó sẽ không mệt. Nhưng cái ngày nào chị ăn nhiều đồ động vật, ăn nhiều dầu mỡ, ăn nhiều đồ chiên, uống nhiều bia rượu thì cái lá gan đạp 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 nó rất là mệt, nó lên dốc, nó roda lên dốc, nó đào thải thì nó sẽ bị dão, nó bị mệt. Thì cái này chính là sản phẩm nó làm cho bổ trợ cái gan, giúp cho gan khỏe hơn, giúp cho gan khỏe để nó lọc những độc tố trong thức ăn, trong những cái chất nạp vào cơ thể mình một cách tốt nhất. Cái này thì em uống là 14 năm rồi, 14, 15 năm. Em bán hàng chỉ được có 8 năm, nhưng đã biết sản phẩm này 14, 15 năm. Vì dân đi nhậu 22 năm, được người ta cho, và sau này đi mua để uống. Đó. Hộp này, hộp 120 viên thì quên giá tiền rồi, nhưng hộp 200 viên, đợt vừa rồi đô Úc nó xuống, em ôm được 300 hộp thì không biết bây giờ là còn bao nhiêu hộp. Cách đây một tháng là ôm được 300 hộp. Giá của bình thường 200 viên nhé, giá là 865.000. Nhưng vì em mua được giảm giá đợt đó và đô Úc nó xuống, nên cái hộp 200 viên hiện tại đang có giá là 750.000 nha. Chị nào mua hộp thải độc gan này, tranh thủ mua lúc này, thì chọn luôn hộp 200 viên sẽ có giá là 750.000. Còn hộp 120 viên này em nhớ không lầm là 635.000 hoặc 650.000. Thì thay vì mua hộp 120 viên lúc này thì mua thẳng hộp 200 viên là 750.000. Trời ơi, không có thải độc gan chắc toang đó mấy bà. Toang đấy, không đùa đâu. Cái bánh rán coi như hỏng rồi. Ông đi làm từ sáng rồi chị. Sao ông sắp về? Sáng tháng sau em về Việt Nam, em ghé quán chị bún đậu cô Khàn. Em xem cái bìa pay của chị ấy, có số điện thoại đấy. Em về Việt Nam em ghé bún đậu cô Khàn, 102/26 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Đúng rồi. Xong mình có 20 hành lý mình mua nè, cá mua, tôm mua, cái gì những cái đồ mình. Bên này nha, cái tôm bên này nó không ngon bằng tôm Việt Nam mình nha mẹ nha. Thì đó. Thì mẹ thấy hôm qua làm gỏi không? Cái gỏi hôm qua là mua tôm bên này đúng không? Còn ăn biết liền luôn, không ngon luôn. Cái tôm Việt Nam mình rất ngon luôn, cái mực nước của mình cho con tôm ngon. Có thể là mình nhiều khi người ta sắp quần áo nhiều quá, cái chuyện có 2 kiện cái họ. Họ làm thêm mấy tiền nữa cái bắt đầu phải đóng. Đó. Sang đến bên này là em phải mua Tylenol cho kiến này. Tylenol cho kiến vì kiến hay bị sốt. Đó, mua Tylenol cho kiến. Đó, sốt ốm. À Huyền Sammy ơi, thải độc gan. Em uống hết bình thường nha. Bình thường hộp hải thải độc gan người ta sẽ tư vấn mọi người là một ngày 2 viên đúng không? Nhưng với cá nhân em, sự trải nghiệm của mười mấy năm thì em sẽ tư vấn mọi người như sau này. Đấy, Tylenol này, các bà liên hệ bên em là có Tylenol này nha. Đó, Tylenol này là hạ sốt của trẻ. Cái này là từ 4 đến 11 tuổi. Có dòng từ sơ sinh đến 4 tuổi nha. Trong nhà là phải có hạ sốt. Một người mẹ chuẩn là trong nhà luôn phải có hạ sốt và trị ho. Đừng bao giờ đợi con mình nó sốt mới chạy đi bệnh viện. Có rất nhiều người mẹ ẩu đảng, trong nhà không bao giờ có một hộp hạ sốt cho trẻ. Đến khi con mình nó đi học về, tự dưng nó sốt, nó sốt xong rồi nó chẳng có gì để nó uống, bắt đầu mới chạy ngược chạy xuôi thế nửa đêm nửa hôm, biết lấy ở đâu ra mà hạ sốt cho con. Em nha, luôn luôn phải có hạ sốt trong 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 đây.
kiến bay từ Mỹ sang, à từ Việt Nam sang Mỹ nhá, là cũng vác theo hộp hạ sốt nhỏ nhỏ. Tại vì cái hội cái chai đấy ở nhà còn một ít. Nó xuống cái sân bay Hàn Quốc là thì nó hơi nóng nóng rồi là uống liền luôn. Đừng bao giờ để cho con mình, nhất là trẻ sơ sinh nha. Trẻ sơ sinh các mẹ mà không chuẩn bị cái này ấy, sẵn ở trong nhà ấy, ân hận cuộc đời đấy. Có rất nhiều mẹ con còn quá nhỏ sơ sinh, trong nhà không có hạ sốt, xong là một người mẹ vô đoảng, một người mẹ vô đoảng để con sốt rồi lên cơn co giật, chả biết sao cái livestream bên kia nó cũng bị mất tiếng hoài, bực cả mình. Nên rằng là ấy, mấy bà ở nhà ấy, các bà làm ơn vui lòng ha. Phải mua hạ sốt mấy mẹ nhá. Trời ơi, lợn trong nhà mà đến khi mà nó bị sốt rồi, nó toang rồi, các bà mới đi mua hạ sốt thì chết. Có nhiều người mẹ con lúc còn nhỏ sơ sinh không có sẵn hạ sốt trong nhà, đến lúc nó co giật, trời ơi, ta nói đâu. Mình phải có sẵn cái thuốc ở nhà, rồi trong lần mình mua sẵn, có cái gì mình có uống liền trước khi mình đi đến bệnh viện cấp cứu. Xong có nhiều người mẹ còn không có kỹ năng là tắm sốt cho trẻ luôn. Con sốt mà cứ bế con rong, con mà sốt nhá, sốt quá là đun nước sôi, trụng, xong rồi mình hòa vào một cái chậu và cái nhiệt độ trong chậu nước là 37 độ. Hoặc là mình cho bàn tay mình vô này, xem nước nó ấm vừa phải, đặt con trần chuồng ngồi vào chậu nước, tiếp xúc từ phần bím hoặc phần chim cò của con, bắt đầu từ mông á, đặt trẻ vào trong cái chậu nước, sau đó dùng gáo là dội, bắt đầu từ trên vai, tuyệt đối không dội trên đầu nha. Dội trên vai liền ha các bạn ha. Dội trên vai, không bao giờ tắm sốt cho trẻ quá 2 phút. Cho trẻ ngồi trong cái chậu đó, tắm sốt xong là tuyệt đối không bật điều hòa, không bật quạt. Nhấc trẻ ra khỏi chậu là phải lấy khăn lông mà hút nước ấy, thấm sạch người cho trẻ. Sau đó là bôi dầu vào gang bàn tay. Bôi dầu vào chỗ này này, chỗ này này, hai bên mạng sườn và sau lưng, gang bàn chân. Sau đó là đi một đôi vớ thật mỏng cho trẻ, mặc một bộ đồ đông xuân thoáng mát. Sau đó là 15 phút sau bắt đầu bật quạt, thì bật cái quạt để chĩa vào tường, cho cái không khí trong nhà nó thoáng. Đừng có mà mở điều hòa phầm phập con nó ốm. Nhiều bà trẻ bây giờ á, chơi thì chơi được đấy, nhưng mà chăm con không biết chăm, rồi để con ốm đau sầu não. Có nhiều người để cho con bị sốt, bị co giật tí, để lại hậu quả luôn. Thải độc gan ý, là em đấy. Ví dụ ngày nào em nhậu nhẹt như chị ấy, thì em uống 2 viên. Ngày nào em nhậu nhẹt thì em uống 2 viên ha. Còn ngày nào mà em không nhậu, em chỉ cần uống 1 viên thôi. Trung bình mà em cứ uống 1 viên một ngày thì ông Tây em ơi. Đâu, ông Tây chưa đến đâu. Hello. Chào Cao Minh Mẫn em ơi. Đại ca về sớm vậy? Hello đại ca. Đại ca,
Con ngủ anh. Em nhậu thì ngày nào em cũng phải uống rồi. Giống chị này nhậu thì toang cái bánh rán rồi anh à. Đi mua xong ăn được đâu. Để qua đêm hả? Rồi cứng nhất rồi. Nướng lại thôi. Nướng rồi không có được. Bợm nhậu thì mỗi ngày vẫn phải uống rồi em à. Anh đây trà em nóng thì ai mà nóng thì rót trà luôn. Tí nữa người ta tí người ta sao uống nè. Em để cái bình trà đấy nè. Em đi đi. Thì tôi đi dọn dẹp nha mấy bà, chồng tôi về rồi. Bye bye nha.